chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Power Ranger, năm anh em siêu nhân và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ở đây thì mình có mở được thêm một siêu nhân mới, đó chính là siêu nhân Green Ranger. Cái này là phiên bản mà lúc bị điều khiển bởi yêu quái đây, mụ Rita và thằng Z. Mình có rất nhớ cái siêu nhân này, ngày xưa là mình xem gần như đầu tiên luôn đấy. Và rất là hâm mộ cái siêu nhân xanh này. Green Ranger thì gọi được ra một cái con như kiểu là quái vật, xong rồi lắp ghép thành một robot, rất là đẹp. Khủng long có đuôi. Một mình con đấy lắp ghép thành robot luôn, bá cháy. Nào, và chúng ta sẽ mình sẽ, cái gì đấy, upgrade à, mới phải nâng cấp flying này. Ai chà, nâng cấp cái điểm này lên đúng không? Mình cần những cái số sao này. Và mình sẽ nâng cấp chiêu thức từ level 1 đến level 2 luôn. Wow, từ level 2 đến level 3, 386 đam đấy. Chiêu này khả năng là thủ, phá giáp. Mình sẽ nâng cấp, hết điểm rồi, không đủ điểm. Chúng ta phải nâng cấp chiêu thức cho bọn này cơ, ngon. Rồi đấy, và mình sẽ vào nào. Tiến lên. Một chiêu dù có thủ hay không thì cũng không thể đánh được mình. Nào, chúng ta sẽ vào và chiến đấu thôi. Mình sẽ cần team như thế nào đây? Chúng ta sẽ đối đầu với những team khác. Khá là khó đấy, không đôi hề đơn giản chút nào cả. Dù là đội hiếm là Epic nhưng mà hoàn toàn có thể bị những con hệ C đánh bại được. Thằng này đánh khó chịu nhờ, siêu nhân đỏ này. Đấm liên hoàn à? Một, ôi, try out kìa. Mày nhờn. Vào đấy, vào đây này. Cực thấm. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu được. Bắn súng, bắn súng. Sút không được rồi. Mình hết sạch chiêu à? Cái này đang hết sạch chiêu. Wow, tốt nhờ. Quả đấy. Ôi giời ơi. Trời, thôi thôi xong rồi. Mình hết chiêu rồi. Chúng ta hết sạch chiêu rồi. Này này, đánh lại đi. Thủ này, đây là chiêu mình vừa thủ vừa tấn công được, căng chưa? Đấy, độ hiếm của nó chỉ là C thôi. Nhưng mà trình độ này đánh rất là tốt. Đã biết cách kết hợp các chiêu thức với nhau thì hoàn toàn có thể đánh bại được Epic của mình. Cái gì đây? 30 đây coin booster. Tăng coin à? Đang bán với giá là bao nhiêu? Power coin à? Nó bán đâu nhỉ? Mà cái này thì thường rất là đắt. Một số cái nguyên liệu này, Zotbox này, Zotbox Liquid 2 Mega 6x5, giá là 50 cái game. Open, mở hòm nào. Chúng ta sẽ ra một số đồ đạc ở đây. Con này thì mình không cần thiết lắm. Mình sẽ unlock cái gói 30 ra nha. Khá là lâu đấy. Nhìn chung nếu biết sử dụng các chiêu thức thì hoàn toàn có thể là đánh bại vào nó thôi. Khá đơn giản. Nó biết được mình là có cái chiêu thức kiếm chém. Kiếm chém thì nó sẽ dùng một cái chiêu lại thằng đỏ đúng không? Đấy, try out biết ngay mà. Try out biến khác ngay. Này này, tốt tốt. Thủ này. Try out. Này, nhờn này, mình có chiêu phá giáp của mình. Chạy đi đâu? Tiếp tục là hét vào mặt. Thấm vãi chưởng. Đúng tầm rồi, chạy đi đâu? Làm sao chạy được? Đánh chiến thuật với anh à? Tommy Oliver, đẹp quá.
Thằng xương xanh này là một trong những xương mình cực kỳ thích luôn. Chúng ta sẽ dùng con này làm chủ lực luôn của mình đấy. Và mình xem mình có thể nâng cấp được thêm cho mấy thằng đệ của mình lên không. Mình có nhiều xương lắm. Chúng ta có cả Z này. Để lần nào mình có thể test thử cho anh em xem. Chúa tể Z. Chúng ta có cả một tấm thẻ của Tommy Oliver phiên bản siêu nhân khủng long. Con này còn khủng hơn cả con của mình cơ. Nó là Legendary này, độ hiếm của nó. Nhiều chiêu thức hơn. Super Dino Mode này. Đấy, có thêm những chiêu thức mới. Đây chính là Urona siêu nhân trắng. Cũng 3 chiêu thôi. Mức độ hiếm là Epic, ngang bằng với mình. Con này thì upgrade chưa nâng lên được à. Ở đây, mình có thể nâng cấp chiêu cho nó đây. Mình khá thích con này, thử xuyên mới này, unlock này. Jackson. Unlock luôn. Xuyên đỏ. Có một chiêu dashing thôi. Không cần thiết cho lắm. Thằng này thì nó có chiêu gì nhỉ? Thằng này có chiêu uppercut. Nhìn chung là cái này cần phải nghiên cứu thêm rất là nhiều. Thì mình có cả con mới này. Con này đồ hiếm là Rage Titan Chain, lao thẳng vào đối phương. Nhưng mà cái con đấy mình đã từng dùng rồi, nó cần phải lùi lại một bước thì nó mới có thể lao được. Khá là khó chịu. Rồi, nhìn chung thì mình sẽ thắng 2 trận rồi đúng không? Chúng ta sẽ có những cái phương án là tính toán để chiến thắng thêm những trận tiếp theo. Cái quái gì vậy? Cái này đâu không phải là quá cực khỏe là cứ hùng hục lao vào đánh đâu. Mà lại còn phải là do cái kỹ năng của từng người nữa. Nó khó ở chỗ đấy, mà cái là tạo nên cái điểm hay là ở chỗ đấy. Gameplay rất là chất. Siêu nhân trắng à, siêu nhân trắng đẹp. Đây đang tìm được đối phương rồi. Sao mạng nó lag nhỉ? Mạng tầm chiều cứ lóc lác kiểu gì vậy? Prepare for battle, chiến đấu. Đây này, sử dụng breaker này. Chân hồng à? Nó có chiêu thủ. Không được. Này. Thủ đi này. Vào đây. Ây da. Strike. Chết ngay. 3-2 phát strike thôi. Đấy là mình còn chưa nâng cấp đấy. Xuyên hồng đánh rất là tốt. Vì nó có cái chiêu dùng cái khiêng nó hút mình. Đáng ngay lúc ấy mình cần phải để một chiêu thủ thì nó hợp lý hơn rất là nhiều. Đúng không? Cái cúp này nó sẽ bắt đầu trong vòng là bao nhiêu tiếng nữa? 3 tiếng 14 phút nữa. Wow, phải nói là càng lên cao càng khó mà. Một chiêu hút của nó mà ăn trọn cả cái khiêng đấy và thì đúng là thối ruột luôn. Vì thế mình sẽ để lại một chiêu thủ nhá, ít nhất là một chiêu thủ. Vào đấy, tiến lên, xuyên hồng, lại xuyên hồng, hồng khác. Wow. Tiếp tục này là hét, hò hét. Mày này. Rồi, ok. Ôi, không được rồi. Này. Mình sao không có chiêu gì ta? Phản đòn, không được rồi. Thằng con Shiba nó chém mình. Mình không hề có cái chiêu chiêu tuyệt chiêu của mình là chiêu 5 năng lượng cơ mà. 5 năng lượng khả năng là chém bay giáp của nó cơ mà nhỉ. Thế sao không có ra? Đợi mãi mà không có. Toàn mấy chiêu phá thủ này. Chiêu của cái con Head này cũng là thủ này. Nhưng tính toán mình á, nói chung là chúng ta sẽ cần phải đánh tập trung hơn nữa. Nào, chúng ta sẽ vào trận tiếp theo. Prepare for battle đây. Đấu ai đây? Đang siêu đỏ, 2 siêu đỏ, 3 siêu đỏ.
tim xuyên đỏ. Vãi lúa thật. Vãi lúa thật. Tốt thế nhở. Thủ đi, thủ đi, thủ đi. Hộ cái luôn. Thôi rồi, thôi rồi, miss rồi. Này, này, này. Ôi giời, quái thủ thì tốt. Thủ đi, thủ đi, thủ đi em. Thủ đi. Thủ đi. Hết năng lượng rồi, hết năng lượng rồi. Ôi giời ơi, đừng chết. Wow, nhanh quá. Không kịp dùng cái tuyệt chiêu kia. Tốt quá. Nó quyết đợi mình thủ ạ. Hay thật, cày đánh càng hay luôn. 22 phút nữa chúng ta mới thể đổi được cái kia. Đánh tốt phết đấy. Có đấy thì mình dùng cái thanh kiếm của mình thì có vẻ là hạ gục không. Cầu toàn quá, lại dùng thủ. Chúng ta sẽ sang với trận đấu thứ 5 đây. Thắng 2 và thua 2. Không hề đơn giản để lên được cái rank này. Đây rồi, chúng ta sẽ tìm được đối tượng rồi. Vào chiến đấu rồi. Game này rất là khó, thật sự rất là khó. Không những là phải có tướng ngon này, mà chiêu thức phải kết hợp, phải nhuần nhuyễn. Thằng người đá. Team này chim đánh stun này mà. Rồi. Ôi chơi tưởng là phá giáp. Không phải phá giáp à? Không phải phá giáp à? Thế mới điên chứ. Ôi, bro. Làm sao mà thủ được? Làm sao mà thủ được bằng cái chiêu đấy? Ô, thôi rồi, combo của nó rồi. Vãi lúa thật. Chết mày này. Wow, combo đánh hai phát liên tiếp. Mình tưởng là mình die cơ. May mà nó không có con C3. May mà nó không có con C3 siêu nhân đỏ lần trước ấy. Siêu nhân gì nhỉ? Samurai. May mà không có con đấy đấy. Có con đấy không có cho A die được không? Chúng ta sẽ đây, có trận tiếp theo đây. Lại mới là siêu nhân đen à? Lại có C3 này. Mày nhờn này. Phá giáp cơ mà. Đây đấy rồi. Ôi strike out. Strike out tốt thật. Nó phá chiêu của mình rồi. Giết máu tốt thế nhỉ. Mày nhờn này, hút á. Hút đi. Hút đi. Hút đi. Hút đi. Oh. Counter. Mình cần hai năng lượng. Ôi, con bò nó hút ghê quá. Đấy là chiêu thủ mà. Chết. Chết. Này này thì siêu nhân đen này. Mình đỡ được mấy đòn hút của nó. Rất là tốt luôn. Victory 1539. Ok. Cái gói này thì thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện này. Nhìn chung là tùy. 18.6% là mình được một mảnh này. Lost Dragon. Ui, thằng này mới là ngon này. 18.6. Có hai phiên bản à? Thằng này là thằng hỗ trợ đúng không? Acid này, Legendary là hỗ trợ. Có Dino Rose, Lost Dragon cũng là Acid, có nghĩa là hỗ trợ thôi. Đấy. Nhìn chung là mình được Green Ranger đã cũng ổn rồi. Tommy Oliver này cũng là hỗ trợ này. Đấy, và mình được thêm thằng Leader siêu nhân xanh, nhưng mà độ hiếm nó chỉ là Ray thôi.
Ray thì nó sẽ ít hơn một skill thì phải. Ít hơn một skill. Nhưng mà như thế đỡ loạn, nhiều skill quá là cần phải tính toán dùng kiểu gì, như thế nào. Đánh 6 trận chúng ta thắng được 4 trận cũng rất là tốt rồi. Thắng quáng thắng 2-3 trận nữa là chúng ta hoàn thành. Siêu nhân đây, siêu nhân xanh lấy đầu với siêu nhân đỏ. Lại là siêu nhân đỏ. Thằng đỏ ghét vãi. Đúng rồi, combo rồi, hay quá. Nó bị phản đòn, bị phản đòn rồi. Hút tốt nhờ. Còn nữa không, mình còn một chiêu 7 phá giáp kìa. Siêu nhân đỏ này, một khi đánh nha, hết này. Này đi, hết đi. Hết hộ cái luôn. Này thì hết này. Sởi ơi, xuyên đỏ này không ăn được. Vấn đề lúc trước là mình gọi sao ta, chủ quan khinh địch. Và đánh cũng hay nữa thì mới có cơ hội thắng thôi. Chứ Epic thì dĩ nhiên là chất tướng nó hơn hẳn rồi. Tiến lên nào. Đang đánh hăng. 3 trận thắng liên tiếp rồi đấy. Knockbacking down và Arm Work Tea lại làm kiểu gì đấy. Để được đầy 5 cái đây. Đây là siêu nhân đỏ. Siêu nhân đỏ này, siêu nhân đỏ trong phim. Thằng nào đây? À, siêu nhân xanh. Hay rồi. Siêu nhân xanh green. Này, anh biết chú mà. Này ơi giời. Có thủ không? Không có thủ à? Không thủ à? Phản đòn. Phản đòn như thế này đây. Wow. Này. Quay đây. Corrupt. Ok. Tiếp tục và tiếp tục. Chạy thoải mái. Phản đòn. Ơi không được. Ôi tốt. Ô. Hay quá. Thủ này mình đợi mãi cái chiêu này mà. Đã sao nó ăn được mình. Cái chiêu 7 năng lượng đấy là cái chiêu cuối cùng của mình luôn đấy. Nó vừa là thủ, vừa sẽ sút vào đầu là game phát phản công. Vừa thủ vừa tấn công, hay quá nhỉ. Đánh tốt đấy. 1635, chúng ta còn lâu mới để lên được các cái mức tiếp theo. Và chúng ta sẽ đấu thêm vài trận nữa đi. Đang hay, đang rất là căng thẳng luôn. Nhưng mà thằng để đánh hay phết đấy. Nó không có chiêu như mình thôi. Wow, có xuyên trắng rồi, trận này chắc là đài rồi. Akechi các kiểu này. Tốt. Này. Ôi thôi xong tôi rồi. Đây này, tuyệt chiêu này, ngang cơ. Nó còn nói nhiều máu hơn mình. Rồi ơi, thôi. Biết là đài rồi. Máu trâu thế. Máu trâu. Nó có hàm thằng siêu lên trắng nữa kìa. Con Rauren C3 thì nó bình thường. Rauren C3 phải biết cách dùng cơ. Rauren C3 thì lúc nào nó thủ. Thủ mình chém nó cái nhỉ. Chắc là được. Chắc mình sẽ bỏ cái này ra. Mình sẽ cho Rauren C3 vào. Rauren C3 ít xa nó cũng là siêu nhân Epic. Khá khó đấy, Rauren C3 đánh hơi khó. Mình sẽ nâng cấp lên cho Rauren C3. Tăng lượng máu cho mình luôn. Đó.
kiếm thì nó sẽ là thành hơn 300 kiếm, hơn 300 đam kiếm cơ. Thay cho thằng này vậy. Rồi, bán ra vào thôi. Nhiều con epic mình còn chưa biết dùng cơ. Mình có một số con epic nữa cơ, nhưng mà chưa biết dùng. Đấy, gặp ngay đối thủ khó nhằn cái là đánh nhau sấp mặt luôn. Nó đợi cái cú chém lửa của nó hay quá nhỉ. Yeah. Tốt, nói chung là tốt. Chúng ta sẽ tìm sang đối tượng khác. Prepare for battle để vào chiến đấu tiếp tục. Hình như là cái tổng chỉ số ấy sẽ là do để tìm mình. Wow, xuyên trắng spay, ủa ôi thì khỏe thế. Đánh thân mình à? Combo vãi linh hồn. Vãi cả linh hồn luôn. Combo 17.000 máu. Chúng ta làm gì có chiêu. Chém này. Đây rồi, yes. Nhờn với anh ạ. Wow. Nó tưởng thắng được mình cơ đấy. Đó cờ rượt trận này hay quá. Mình không thể nào mà bình luận được ở lúc mà trong trận đấu được. Căng thẳng vãi. Nó trận này quá hay luôn. Nếu anh em nào có dịp nhìn lại, nó vào cái nó cho một cái đòn combo chiêu thức kìa. Nhìn mắt sợ luôn, gần chết luôn. Nhưng mà sao mình cố gắng để cái chiêu 7 năng lượng của mình cuối cùng đấy. Nó không ngờ là mình để lại chiêu đấy. Tuyệt vời mọi người. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Power Ranger 5 anh em siêu nhân. Bye bye.